phải mất 10 năm thì vườn keo của ông Thanh mới có thể thu hoạch. Đợt đầu chỉ mất 6 năm, đợt sau mất hơn 7 năm mới bán được giá. Nhưng trồng keo vụ thứ 3 này vẫn trên mảnh vườn ấy, giống ấy, mà đất thì đã cằn, keo còi cọc khó lớn và càng khó bán. Về lâu về dài thì trồng keo cũng không xóa đói giảm nghèo được. Là vì một là diện tích ít, hai là vấn đề thời gian dài. Mỗi lần trồng một lứa keo như vậy là phải 5 đến 6 năm mới có thu hoạch. Mà trong quá thời gian là chăm sóc, công bảo vệ nên cũng rất lớn. Mà xóa đói giảm nghèo mà thời gian dài thì cũng không đáp ứng được cái nguyện vọng của người dân. Nhiều địa bàn cố gắng phát triển rừng trồng để tạo sinh kế giúp dân nhưng không hiệu quả. Chị Xuân cho biết đất ở đây dốc, trồng keo thì dễ gãy đổ nên phải chuyển sang trồng cây mỡ với chu kỳ dài tới 10 năm mà giá thì thấp. Còn nuôi trâu bò cũng chỉ được 1-2 con. Vì tiếng là ở miền núi nhưng đất vườn rừng nhỏ hẹp không nuôi được nhiều. Vợ chồng chị cũng chưa biết tính làm gì khác. Cây mỡ thì trồng nó thời gian nó ngắn hơn cây quế. Nhưng mà trồng như thế thì nhà mình đang nghèo mà trồng cây thì liệu có thoát nghèo nhanh không? Hay là phải làm thôi? Nhưng mà đang nghèo thì trồng cây thì không thoát nghèo. Từng thoát nghèo nhờ 8 năm nuôi trâu bò sinh sản. Nhưng năm nay giá trâu bò xuống quá thấp buộc chị Phúc phải thay đổi mô hình chăn nuôi để thêm một nguồn thu nhập ổn định khác. Cứ tiếp tục nuôi trâu bò với chị là bế tắc. Tham khảo thấy mô hình người ta nuôi dê thấy cũng thích á, thì hai vợ chồng về vườn bàn với nhau là mình thể chăn nuôi thêm dê, mình sẽ tăng thu nhập thêm cho gia đình á. Nuôi một loại con, trồng một loại cây, cụ thể là trồng keo và nuôi bò đang là lối mòn giảm nghèo ở nhiều nơi và nguy cơ tái nghèo, phát sinh nghèo còn cao khi việc làm và thu nhập không ổn định, dẫn đến tình trạng thoát nghèo của nhiều hộ dân thiếu bền vững. Theo một kết quả điều tra, 20% nhóm đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo đã tái nghèo chỉ sau 2 năm.